Thông báo cho cô này nhé. Cái thứ nhất em đến đến đây hôm nay là để thăm gia đình anh là đầu tiên. Cái thứ hai là có một món quà của chú ở Vinh Canada, chú Khánh ấy. Cái chuyện của chú đấy thì nói về đất đó thì gia đình đó là cũng có 8 anh em. Đón bé xuống về thì cũng muốn vừa một cái một chút. Và hy vọng là số tiền này sẽ an ủi cho anh phần nào đó, tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho em Xính trong thời gian tới. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cổ Núi. Một ngày mới, tuyên xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô bác anh chị và quý khán giả. Thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay thì tuyên có trích quỹ mua chút ít thức ăn và ít sữa cho hai bố con em Xính khỏe. Do thời gian vừa rồi thì bận nhiều công chuyện cho nên là cũng không chăm lo được cho hai bố con thật tốt. Thì hôm nay mua cái thịt này là sẽ để cho em Xính vừa làm mỡ vừa làm thức ăn. Còn sữa này là cho bé Súng. Theo lịch thì hôm nay Tuyên lên để bàn bạc với chú Bí Thư và đưa em Xính đi nhờ chú Bí Thư để lên kế hoạch cụ thể và trao đổi mua bán cái miếng đất của em Xính. Trước đó Tuyền đã làm việc xong. Tuy nhiên thì chắc có lẽ nhiều khán giả cũng nhiều quý cô bác anh chị sẽ nói là miên man và kéo dài thời gian, mất thời gian. Nhưng mà các bác ạ, khi các bác xem được thước phim này thì mong các bác hiểu cho, mua đất chứ không phải là mua rau, không phải là mua bán như kiểu là đồ ngoài chợ. Đây là cả cuộc đời của em Xính. Nên trước khi mua thì Tuyên cũng muốn là tìm hiểu thật kỹ. Thứ nhất là về vấn đề đất đai là không bị tranh chấp. Thứ hai, khi mua miếng đất thì phải đảm bảo cái quyền lợi và cái quyền sở hữu của bản thân em Xính. Nên là mong quý các bác anh chị hiểu cho. Như các bác đi mua đất hay mua nhà cũng đều như vậy thôi. Không có ai tự nhiên mà thích một cái là cầm tiền đi mua luôn. Cái này thì các bác nào đã từng mua bán về nhà thì các bác sẽ hiểu và sẽ thông cảm. Còn bản thân Tuyên cũng không quá là bồng bột, không quá là vội vàng để đi mua cái đất quyết định. Những cái miếng đất mà nó thật sự không phù hợp hoặc là mua xong thì lại tranh chấp đất đai rồi này kia thì lại mất thời gian, mất tiền, đến lúc lại người ảnh hưởng nhiều nhất thì vẫn là bản thân Tuyên. Cho nên là trước khi mua thì thà các bác cứ chửi Tuyên đi, cứ là nói Tuyên đi, nói miên man rồi các kiểu đi, thoải mái, các bác cứ góp ý thoải mái. Tuy nhiên thì Tuyên cũng không có bận tâm gì nhiều, bởi vì là bản thân Tuyên làm phải đúng quy trình, phải đúng các bước mà Tuyên đã đặt ra. Như vậy thì mong quý cô bác anh chị và quý khán giả đã theo dõi Tuyên trước đó thì mong các bác hiểu cho. Tuyên cũng không phải miên man hay là không phải như thế nào đó, mà những cái lần đi thì cũng muốn ghi những cái thước phim, những cái đoạn phim ngắn về cuộc sống của em Xính để cho các bác hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tại của bản thân em, để các bác thấu hiểu một phần nào đó về cái sự khó khăn, về cái sự vất vả mà bản thân em đã từng trải qua. Có lẽ đây là món quà lớn nhất từ kênh của Tuyên kêu gọi được những khoản tiền để hỗ trợ cho em Xính mua đất. Tuyên cũng rất là mong muốn là sau khi mua đất thì sẽ được tiến hành làm nhà luôn. Hy vọng là nó sẽ diễn ra một cách thuận lợi. Bây giờ thì đi vào đã. Trời nắng quá các bạn. Chào hai bố con nhé. Hello chú. Chào bác. Hôm nay thì giời ơi. Đây, anh mua thịt cho hai bố con. Thế cả anh. Đi. Cái này nhá. Anh bảo cái này là thịt này thì để nấu ăn. Còn cái mỡ mỡ này thì rán làm mỡ cũng được. Mà mỡ xong là mình khi mình làm rau ấy, mình cho mỡ vào cho nó ngon. Treo cẩn thận nhá, không tí lại mèo các thứ nó lại xách đi cho mình. Vâng. Còn đây là sữa mua cho Súng nhá. Vâng. Về đây với bác mới cho. Không về đây bác không cho đâu. Xin chào các bác đi. Vâng. Hai bố con.
hai bố các cháu, chào các cô, các bác, các chú. Đây, về đây đi. Và đây bác mới cho còn không cần lâu. Ngồi cẩn thận, ngồi cẩn thận. Này. Ngồi cẩn thận, im. Bình tĩnh, từ từ. Còn vợ chắc đói rồi, sáng ăn gì chưa? Sáng nay ăn rồi. Ăn gì ấy? Ăn được mấy? Ngày mà. Ăn cơ. Cơ mà? Đó. Đây là bạn Súng các bác ạ. Bạn này thì theo theo Tuyền với lại theo kênh khá là dài, các bác chắc cũng biết. Hôm nay lên thì như anh đã thông báo cho em nhé. Là hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau đi nhà chú Bí Thư. Thứ nhất là để trao món quà của chú Khánh ở Canada. Chú có hỗ trợ chú Bí Thư là 3 triệu. Thì anh em mình sẽ cùng đi trao. Cái thứ hai nữa, vấn đề anh em mình phải làm đó là lên kế hoạch cùng với chú Bí Thư để hẹn chủ đất ra đo cái miếng đất. Đầu tiên là đo đã. Sau đó nếu mà đo diện tích, mình đã xác định được cái diện tích cũng như là cái chiều dài, chiều rộng của miếng đất, thì mình sẽ tiến hành trao tiền để làm giấy tờ và làm quyền sở hữu cái miếng đất đó. Chắc thằng này chắc phải làm được 2 lọ. Uống rất là khỏe các bác ạ. Chắc phải làm được 2 cái một phát luôn. Nhưng mà uống xong không được tè vào người bác nhá. Tè vào bác cắt cu ấy. Hết chưa? Uống hết cái kia đã. Họ tà cho đi nào. Xem nào, tà chưa tóc. Được rồi. Phải xính để vào kia để tí đun bếp không đốt đi. Uống nước đây. Hôm nay chú Bí Thư có ở nhà không? Sáng anh điện hẹn được rồi đấy. Hôm nay chú Bí Thư có ạ. Hôm qua lên à? Hôm qua mấy giờ chú Bí Thư về nhà? Hôm qua 9 giờ tối. 9 giờ tối? Đó. Muộn hết nhỉ? Là đi từ Hà Giang lên 12 giờ trưa từ Hà Giang lên thì 9 giờ tối mới về nhà. Đó. Hiện tại cái đường từ thành phố Hà Giang lên Yên Minh, lên vùng cao thì cũng khá là dễ đi. Nhưng mà lên các cái huyện ở trên nữa thì như Đồng Văn, Mèo Vạc thì khá là khó đi các bác ạ. Hiện tại bụi cực kỳ luôn. Hôm nọ Tuyên có đi một cái thước phim, ghi một thước phim đi vào thăm bé Nô ở bên kênh Hoa Đá Cao Nguyên. Thì đi qua con đường đó thì thực sự là dễ đi thôi, nhưng nhiên thì nó cực kỳ là bụi luôn các bác ạ. Trước đó cũng đã mưa được khoảng 2-3 ngày rồi, nhưng mà chỉ là mưa phùn nhỏ thôi. Tuy nhiên thì phải nói là vất vả, khổ thật sự luôn các bác ạ. Cái này thì có lẽ là người dân ở sống ở đó thì sẽ hiểu cảm giác nó khổ và vất vả như thế nào. Tuy nhiên thì bản thân Tuyên đi một vòng thôi về rồi, cái áo màu đen nó chuyển hết sang màu vàng. Các bác có thể ghé qua cái tập phim mà Tuyên ghi, một cái tập phim đó là Thăm Bé Nô ở bên kênh Hoa Đá Cao Nguyên để xem chi tiết hơn. Tuy nhiên là đường mình nó bụi thật, phải công nhận là bụi. No chưa? Chào chị tao. Mình cảm giác mình vẫn chưa no mấy, nhưng mà cái má này thích thật. Bụng to lắm. Cái này bụng này khả năng có run này. Này. No. Bụng này này có tù nà rồi. Tù nà nhau như là. Này bụng rất là to. Rồi che vào đi, xấu quá. 2 cái rồi vẫn còn lắc á. Mày. Ấy giói. Được phết đấy nhỉ. Uống được không? Này. Làm cái nữa nhá. Thử xem là nó uống được khoảng bao nhiêu cái. Ra thì đói các bạn ạ. Không phải là uống để cho no đâu. Cái này là nước thôi. Nước sữa thôi. Không phải là cái gì quá nhiều chất đạm đâu. Nhưng mà thực sự là bé này thì mỗi lần ăn uống thì thích lắm. Ăn như thế rồi, phải 2 bát. Cơm thì cũng phải ngang bố. Nhưng mà do là cái chất dinh dưỡng nó không có nhiều. Trong cái bữa cơm của em Xính, chất dinh dưỡng không có nhiều. Hiện tại Tuyên về chia sẻ của em Xính, cuộc sống của hai bố con cũng được khoảng là gần hơn 2 tháng nhỉ. Hơn 2 tháng, tuy nhiên thì bé nhìn bé cũng đã cái má với lại
chân tay nhìn nó mập mạp hơn chút đây này. Chân tay mập mạp hơn chút rồi. Đúng. Trước đó thì nhìn bé chán đời luôn, người thì đang ngòm, xong là xương da bọc xương luôn, mắt lõm. Bây giờ thì mắt bắt đầu lồi ra rồi, chán to cao ra rồi, má phệ ra rồi, béo rồi. Cái chỗ anh cái cua này nó mặc nó mà không to, mà to đúng không? Bây giờ thì bó chặt thế này các bạn. Đúng rồi, nó không to vừa. Ừ. Rồi bây giờ anh em mình đi sang nhà chú Bí Thư nhé. Vâng. Để bàn bạc với chú Bí Thư lên kế hoạch cụ thể của mua đất. Vâng. Trước khi đi thì anh em mình làm công nước đã. Để lên kế hoạch. Tuyên cũng đã điện cho chú Bí Thư, tuy nhiên thì có một món quà muốn trao đến cho chú Bí Thư thì Tuyên mới ghi hình. Có cửa, có phần khóa không? Có, đi được. Ừ. Rau cải này tốt rồi. Đây, kiểu như nó gần cái chỗ này, nó là ngô chân. Ngô ở đây đất nó khá là cằn, tuy nhiên thì cái ngô là chịu hạn tốt và nó rất là tốt. Ngô thì mềm mượt luôn. Hôm qua có sang nhà chú Bí Thư tí nào không? Đó. Được. Chú Bí Thư nói chuyện thế nào? Bảo là hôm nay chú Bí Thư ở nhà đợi. À này, nhà đợi gì? Đó. À, cửa mở rồi các bác. Hello, chào anh. Chào anh. Rồi, chào anh nhé. Đang làm gì này? Đang làm nước thuốc. Này, cơm ăn này. Cơm muốn gì đấy? Nước à? Cho em ra cái chính đi kia. Đấy, ăn được rồi. Hả? Không gian ở đây thì chắc có lẽ là các bác rất là quen thuộc rồi. Thì hôm qua Tuyên cũng lên và cũng có lên để thông báo đến chú Bí Thư và với chú Bí Thư lên cũng có tuy nhiên thì lên chú Bí Thư ở nhà. Hôm nay mới thu xếp được thời gian hẹn gặp được chú Bí Thư ở nhà thì mới lên. Và hôm nay em lên thì cũng có thông báo đến đây như thế này anh cũng mua rồi. Thông báo như thế này nhé. Cái thứ nhất em đến đây hôm nay là để thăm gia đình anh là đứa đầu tiên. Cái thứ hai cũng là có một món quà của chú ở bên Canada đấy, chú Khánh ấy. Chú cứ gửi cho em một món quà rất là lớn, sau đó là có một quà của anh Xín, có cả của em nữa. Cái khoản tiền mà chú ở Canada chú Khánh gửi là 39.140.000, trong đó là có số tiền 30 triệu thôi. 100 thì chú và tôi để sang anh em đi lại. 39 triệu thì chú trích ra 33 triệu là hỗ trợ cho em Xí để mua đất làm nhà. Đó. Còn lại thì 6 triệu sẽ là chia đôi em nửa anh nửa, là hỗ trợ cho kênh của em để đi tới này sẽ lên làm nhà cho Xí. Cái số tiền đấy là phụ để sang cũng như là tiền đi lại để cho anh em hỗ trợ kênh. Sao đấy? Đấy, còn lại thì phần lớn là một phần nữa là hỗ trợ cho anh để tới nay hy vọng là anh sẽ cố gắng hơn chút thời gian để hỗ trợ cho Xí nhiều hơn nữa. Còn cái vấn đề thứ ba hôm nay em đến đây cũng khá là quan trọng, vừa qua em cũng đã thông tin đến này qua điện thoại rồi thì là anh em mình sẽ lên và thống nhất bàn bạc với nhau để lên kế hoạch cụ thể mua miếng đất đó. Thì trước khi mua thì anh em mình sẽ thông qua cho các bác một chút để cho các bác hiểu rõ hơn về cái sự tình của đất, để tránh trường hợp khi mà mình mua xong rồi thì lại có vấn đề tranh chấp hay là có vấn đề tranh giành nhau nó cũng không hay. Cũng xin thưa với các bác một chút là miếng đất này thì sẽ là có chủ thì ngày xưa là tỉnh bố, tuy nhiên thì sau khi các con lớn lên là quá đông con, thành ra là gia đình quyết định là bán, bởi vì là nếu mà chia thì là đông con quá thì chia thì mỗi người một chút không đủ để canh tác,
đấy, thì anh em mình đã thống nhất với chủ đất là nếu mà mua thì tất cả gia đình phải thống nhất là một người ký thôi, nhiều người ký quá thì nó sẽ không lấy được, với lại sau này mình làm việc nó khó. Một người ký thì với điều kiện là cái người đấy phải đứng ra là chủ đất, nó phải là sổ trên sổ đất là đứng tên ấy, chứ không phải là những người đấy là kiểu như là con trong nhà thì không được. Nó phải là những chị ngày xưa bố đã quyết định cho tư vấn đúng không? Thì bây giờ đứa con út phải ra mặt, nó phải ra mặt và nó phải ký cái đơn đấy là nhất trí, và trong gia đình nó thì sẽ gia đình nó sẽ tự thống nhất với nhau và có một cái biên bản gia đình nó đấy, để tránh trường hợp sau này mình đang canh tác mình đang sinh sống thì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chính. Bên cũng muốn chủ bí thư hỏi một chút về cái miếng đất mà anh em dự định đang mua, và cái miếng đất thì anh em mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Về vấn đề kiến trúc thì anh em mình cũng đã lên kế hoạch và đi hỏi tất cả anh em hàng xóm này, đặc biệt là chủ bí thư ở đây thì sẽ rất là rõ nhất. Nhưng anh em thì không biết nhiều, nhưng mà trong thời gian vừa em với Xính thì chia sẻ thì hiện nay tính gì thì anh có thể nói rõ hơn cho các bác mình một chút về miếng đất. Qua cái chương trình của chúng đấy thì nói về đất đó thì gia đình đó là cũng có 8 anh em thì nhưng mà ngày xưa là đất này là chia cho ai hay là chưa? Chưa thì cũng đã được chia cho người, nhưng mà cũng rất là quản lý do chia ra nhiều cho cả nhân cũng được nhiều cũng có ít, cho nên là mình cũng có nhu cầu đặt để xem nó có bán được đúng không. Thì gia đình nó cũng có thống nhất là chia ra thì trong anh em thì trả được bao nhiêu, thế thì gia đình đó thống nhất là bán đi rồi là chia số tiền cho mỗi anh em được một chút. Thì mấy anh em cả thì tức là chia đều tiền ra thì ai đi làm gì thì kết đúng không? Đấy, lý do của nó là như vậy. Thì có điều kiện của gia đình đó thì mấy anh em trai thì đồng tiền rồi, còn mấy ông cụ ở lại nhà, còn bố mẹ thì là chuyển đi sang xã Bán Hảo rồi. Em phải biết một chút thì là để ở nhà thôn quen rồi. Thì cũng có trao đổi với em là gia đình anh em đã thống nhất và thôi có nhu cầu thì bán đi, là chia tiền cho anh em mỗi người một ít thì làm gì thế nào. Thực ra các bác hiện tại bây giờ nếu mà miếng đất đó mà chia đều cho cả 8 anh em thì sẽ rất là khó, bởi vì là nếu mà chia đều thì người ở ngoài thì sẽ canh tác được, còn người ở trong nếu mà để canh tác được không có đường vào nó khó, nó bất tiện ở cái chỗ đấy, cho nên là gia đình đã quyết định bán. Và sau đó thì Tuyên và chủ bí thư cũng đã tiếp cận được với gia đình định bán đi để chia tiền cho nó đều, bởi vì nếu như canh tác thì sẽ rất là khó, nó chia thành những cái mảnh nhỏ thì cũng không canh tác được, và nếu mà chia thì đầu bên kia nó là đá, đầu bên này là đất thì nó sẽ lại không đồng đều với nhau, đúng không anh? Nếu mà diện tích đá với diện tích đất thì cái mặt bằng canh tác nó sẽ nhiều hơn đấy, nó sẽ khác nhau cái mặt bằng canh tác, cho nên là gia đình cũng không đi được cái thống nhất cuối cùng, và gia đình cũng mong muốn là sẽ bán để chia tiền đấy. Miếng đất thì là như vậy. Còn bây giờ thì Tuyên sẽ trao cái phần quà của chú Khánh ở Canada để trao cho chú bí thư. Đây là phần quà mà chú Khánh cũng có giao cho em cái nhiệm vụ là trao cho anh, để thứ nhất là hỗ trợ cho anh trong cái thời gian vừa rồi đã cố gắng giúp đỡ em Xính, đặc biệt là giúp đỡ em Xính trong cái việc mà đi đón con về, để chú cảm thấy khá là vui vẻ. Tuy rằng hành trình thì anh cũng không ghi lại được hình, tuy nhiên thì về anh kể lại cho chú cũng đã được xem cái phim của em, thì anh cũng đã kể lại hành trình gian nan vất vả đi đón bé xuống về, cũng muốn là vừa bổ cho anh một chút, và hy vọng là số tiền này sẽ an ủi cho anh phần nào đó, tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho em Xính trong thời gian tới. Vậy thì anh cũng cảm ơn Tuyên và cháu cũng xin cảm ơn chú Khánh rất là nhiều. Chú ở bên Canada đấy nhé. Chú ở bên Canada kia. Vâng. Vâng, vậy thì cũng rất là cảm ơn chú đã quan tâm đến cái hành trình của cháu đi cùng với Xính và con. Đồng thời là chú cũng góp chút kinh phí để hỗ trợ cho cháu Xính ấy. Thì từ nay là cháu cũng xin cảm ơn và chúc chú sức khỏe.
mong sao này chú sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho những cái trường hợp trọng sinh để có một cái cuộc sống yên ổn. Đấy là cái mong muốn của giáo và trọng chúng. Cảm ơn chú rất là nhiều và chúc trọng sinh một chút chú sức khỏe. Em chúc mừng anh nhé, chúc mừng anh đã nhận được một cái khoản tiền rất là lớn từ chú Khánh ở bên Canada. Chú thì cũng gọi điện tâm sự với em suốt, nhưng mà thời gian em đi bản thì khá là nhiều, chỉ có dành chú buổi tối về thì tranh thủ tâm sự với chú một chút thôi, nhưng mà cũng không có được nhiều, chú cũng đi làm thôi, chỉ chờ chú gọi về thôi, còn em gọi đi rất khó, thường là chú gọi điện thoại thôi, còn Viber với lại Zalo thì chú không dùng, chú gọi là thế phức tạp quá, không được. Chú gọi điện thôi, nhưng mà mỗi lần gọi điện thì hai chú cháu nói chuyện khá là hợp nhau, nên là nói thì phải dài. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chú rất nhiều đã quan tâm đến hoàn cảnh của em sức khỏe. Có lẽ chú là người hỗ trợ nhiều nhất đấy anh Thứ ạ. Chú là người hỗ trợ lần này là lần thứ hai rồi. Mỗi một lần là chú hỗ trợ trên 30 triệu. Lần đầu tiên thì chú hỗ trợ 34 triệu, trong đó thì chú điểm chính là 32 triệu, còn lần thứ hai là 39.100.000, thì quỹ của em chính là 33 triệu, trong đó thì chú có nói là ủy quyền hết cho Tuyên sử dụng số tiền đó. Thì hôm nay Tuyên đã rút tiền về ở đây và nói chuyện với chú Bí Thư để lên kế hoạch tới này sẽ mua đất. Cái tiền mua đất thì Tuyên sẽ trích từ quỹ của chú ở Canada một phần, phần nữa là của cô Nguyễn ở Tiền Giang là 20 triệu, trong đó thì là tổng cả hai phần là hơn 50 triệu, còn lại cũng ở xã hỗ trợ một chút ít. Tuy nhiên thì hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ bao nhiêu thì đến phần sau khi mà làm đo đất, đo đạc đất các thứ xong thì Tuyên cùng với chú Bí Thư sẽ công bố cái khoản đó. Còn bây giờ thì anh em mình tiến hành để mua đất đó, thì chắc có lẽ là em sẽ xong mà cho anh một chút về kế hoạch mua miếng đất là như thế này. Thứ nhất là anh em mình phải đảm bảo quyền lợi, khi mà anh em mình đã tính tiền nó phải có quyền sở hữu của em chí, là cái đầu tiên mình ưu tiên số một. Thứ hai nữa là mình sẽ phải làm giấy tờ, giấy tờ chỉ là giấy tờ mua bán thôi, nó cũng có trên phương diện pháp lý thì nó cũng có tác dụng, mà nó cũng có gần như là cái sổ đỏ kiểu như thế đấy, có thể thay đổi được đó. Còn sổ đấy thì cái tờ giấy đấy, giấy mua bán ấy, mình cũng mang cái chất là nó như một cái quyền sở hữu thuộc quyền sở hữu của em chính đấy, để làm rõ ràng và có một cái thước phim của em đi lại hành trình của em làm việc nữa, để làm cái bằng chứng sau này nếu như trường hợp xảy ra tranh chấp hay là xảy ra xô xát có thể liên quan đến đất thì mình sẽ có bằng chứng cũng như là một cái minh chứng cụ thể để cho những người mà đến tranh chấp người ta hiểu được rõ được cái mình đất đó là quyền chính rồi. Còn về cái mảnh đất nếu mà mua thì chú Bí Thư chú có kế hoạch hay là có một cái ý kiến gì về cái miếng đất đó không? Thế này là trong quá trình mà mình đi trực tiếp quay tại miếng đất đó và sau khi hai bên đã mặt bằng để cụ thể giao tiền và giao quyền sử dụng đất thì cần phải có trưởng thôn này và hai bên người mua, giữa người mua và người bán phải có người chứng kiến để chúng ta làm cái biên bản chuyển quyền sử dụng đất để chuyển nhượng để sau này dễ đi làm giấy tờ như là sổ đỏ. Không biết là miếng đất đấy có họ có sổ đỏ không? Hình như là có đấy. Có thì có thể là có thì mình cứ làm một cái giấy sau đó là đưa cho em xin sẽ có trách nhiệm là đi ra xã để thông báo cho xã và xin cái giấy để cấp chuyển nhượng. Tức là mình làm cái sổ sang tên ấy, chuyển nhượng quyền sở hữu ấy. Cái đấy cần phải làm để sau này tránh những cái sự không muốn, do sự cố không mong muốn về sau. Rồi thế thì yên tâm rồi, kế hoạch thì là như vậy các bác, sẽ là hẹn chủ đất là cái đầu tiên anh em mình phải làm. Cái thứ hai nữa là mình phải chuẩn bị một số thứ như là thước
rồi là cọc cây cắm để định hình được cái miếng đất và diện tích miếng đất khá là rộng. Vâng. Có lẽ là nó rơi vào khoảng 3 ha này. Đấy đúng không anh? Ừ, chắc trên dưới và khá là rộng đấy các bạn. Tuy nhiên thì để đảm bảo về cái quyền lợi của em Xính thì anh em vẫn sẽ lên kế hoạch cụ thể rõ ràng và minh bạch. Có lẽ là anh em mình mua cái miếng đất này sẽ miên man hơn so với các hoàn cảnh khác thì em làm rất là nhanh. Tuy nhiên thì ai cũng vậy thôi, anh em mình mua đất thì là mua những cái gì nó tài sản lớn và cái nó quan trọng thì anh em sẽ trước tiên là phải tìm hiểu, đặc biệt là đất phải tìm hiểu thật là kỹ càng. Mục đích là gì? Là khi mình tìm hiểu thì trong thời gian đó thì nếu như xảy ra trường hợp mà thế chấp thì nó sẽ xảy ra luôn, bởi vì là đã đụng chạm đến cái miếng đất mà đã thế chấp thì sẽ có rất nhiều người vào để người ta bị lo cũng như là người ta lên tiếng. Tuy nhiên thì sau một thời gian ngắn anh em mình vào chia sẻ cũng như là kiểm tra đi lại rất nhiều mà không thấy có biểu hiện gì thì chắc lẽ là cũng an toàn cho anh em mình mua. Những cái miếng đất mà nó có sổ đỏ thì mình mua là không phải lo chính chất. Chỉ sợ mình mua những cái miếng đất mà không có sổ đỏ ấy. Đúng rồi. Thì sau này lại dẫn đến cái tranh chấp ở bên dưới này nọ. Đúng rồi. Cái miếng đất này thì chỉ có một con đường duy nhất đi vào trong và đường bằng xe máy. Nó cách cái đường to khoảng 150 m. Tuy nhiên thì vẫn có thể đi xe máy được. Và như anh mua anh đã chia sẻ tại gia đình đó là không chia, tại làm sao người ta không chia đều cho các con để sử dụng thì nguyên nhân là do nếu như người ở ngoài mà chia đều thì là người ở ngoài và người trong không có đường đi lại, bắt buộc phải đi qua luôn họ thì đất đã không được bao nhiêu rồi, bây giờ lại trừ một phần ra để làm đường đi lại thì chắc chắn là nó sẽ có sự thắc mắc và có sự không công bằng, cho nên là gia đình quyết định là sẽ bán đi. Và sau thời gian làm việc thì anh em cũng đã làm được xong. Bây giờ thì chờ anh chủ đất về, cũng đã hẹn anh chủ đất rồi. Trong ngày hôm nay anh chủ đất sẽ về đây và cùng với anh em thì đi đo đạc. Đầu tiên là đi đo đạc đã, sau đó thì về chốt lại cái phương án là chốt lại cái diện tích đất là 30 m². Về vấn đề giá cả thì tôi cũng đã làm việc qua điện thoại với chủ đất rồi để tránh mất thời gian chủ đất. Thì anh em cũng làm giá qua điện thoại là với cái giá là 55 triệu. Đấy, trong đó thì trích 2 phần quỹ của trên kênh Tuyên ra, phần còn lại là nếu như có sự hỗ trợ của xã thì tiếp tục là sử dụng cái khoản đó ra để bổ sung vào cái tiền mua đất. Tuy nhiên thì cái phần lớn có lẽ là chưa biết được bao nhiêu, thì khi nào mà làm giấy tờ thì Tuyên sẽ công bố toàn bộ cái số tiền đó cho các bác biết. Bây giờ anh em uống nước đã. Cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chú Khánh đã gửi tiền đến cho chú Bí Thư và Tuyên, đặc biệt là em Xính nữa. Rất là nhiều một khoản tiền cực kỳ là lớn để hỗ trợ cho bản thân em Xính khó khăn trong thời gian này. Cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.